cái chương trình ngày hôm nay là ma nhê. Anh chị đọc là ma nhê cũng được, anh chị đọc là ma dê cũng được. Không, ma dê. Vậy ma dê nằm ở đâu? 99% canxi nằm trong xương và răng, thì 50% đến tầm khoảng 52-54% ma dê nằm trong xương, được không? Nằm trong xương, còn lại tồn tại trong dịch và mô cơ thể, nó sẽ nằm ít hơn. Còn canxi chỉ được phép là 1% nằm trong dịch mô thôi. Còn hơn 50% lượng canxi được dự trữ trong xương. Tác dụng chính của canxi, nó đưa xương chắc hơn bằng cách là hỗ trợ canxi đưa vào xương và răng. Lên bất kỳ một cái sản phẩm canxi nào hấp thụ được, nó đều cần có magie. Nhớ nha, lên nếu canxi nào không có magie, chứ không phải là MK7 đứng đầu được cả nhà nha. MK7 không phải là đứng đầu đâu. Trong cái giới y khoa thì MK7 nó không có xếp đứng đầu, và đó chính là magie. Được chưa cả nhà? Đầu tiên, magie nó sẽ tham gia vào trên 300 phản ứng sinh hóa. Cả nhà thấy nhiều không? Đúng không ạ? Cái anh gì cũng liên quan đến magie. Đúng không ạ? Thần kinh, năng lượng, chuyển hóa, phản ứng tế bào, oxy hóa đều liên quan đến magie. Và trong đó có trình chuyển hóa, đốt cháy, sử dụng năng lượng đều cần magie. Vậy béo phì ăn vào không chuyển hóa được, ăn không ngon, không đốt được năng lượng, nó cũng liên quan đến magie. Nó tương tự như vitamin nhóm B đấy cả nhà nha. Nó rất là hay tham gia vào các trình chuyển hóa năng lượng. Ngoài ra, với những người nào cái đề kháng insulin nó cao quá ha, cái sự hoạt động của cái tuyến beta trong táo tuyến tụy nó tiết ra nó không có nhạy được nữa nha. Vậy tại sao thành sử dụng magie liều cao trong cái người mà đang cái giai đoạn tiền đái tháo đường, là thành sử dụng nhiều magie khá cao, và sau tầm 2 tuần thôi là đường huyết người ta cân bằng. Đấy chưa nhỉ? Thì nhớ đây này, thiếu magie cũng làm gia tăng nguy cơ tiểu đường tiếp 2. Và cho cái gì? Cái tế bào beta ở tuyến tụy nó hoạt động không có nhạy được nữa, và gia tăng cái nguy cơ là kháng insulin. Nên magie là một cái liệu pháp bắt buộc phải có với những người đái tháo đường. Ok chưa cả nhà? Ngoài ra, magie cũng kích hoạt cái hệ thống miễn dịch chúng ta hoạt động nhạy cảm hơn, hoạt động hiệu quả hơn. Đó là tác dụng của magie. Ngoài ra, nó tương tự như canxi, nó hỗ trợ hoạt động của gì? Của cơ. Thì magie cũng như một chất dẫn điện để giãn cơ. Co cơ có canxi, được không? Giãn cơ có magie. Vậy co rút tê chân tay, nhức mỏi buồn ha, là canxi và magie là tốt đầu trong các loại khoáng mà chúng ta phải hỗ trợ. Đấy chưa cả nhà? Ngoài ra, nếu thiếu canxi thì không có nói, nhưng mà thiếu magie gia tăng nguy cơ tạo sỏi, nhất là sỏi thận. Nhà nhớ nha. Thiếu canxi, thừa canxi cũng tăng nguy cơ sỏi thận, nhưng mà thường thường thừa. Nhưng mà thiếu canxi cũng tăng sỏi thận thật. Nhưng mà thiếu magie cũng gia tăng nguy cơ sỏi thận. Vậy với những người mà sỏi đá khoảng từ trên 2 cm thì Thành khuyên người ta đi tán đi. Sau đó Thành về thực hiện cho họ chế độ uống đủ nước, chế độ ăn khoa học, được chưa ạ? Bổ sung những cái canxi hữu cơ thật là tốt, và đủ magie, đủ các khoáng vitamin để người ta không bị lại cái sỏi thận đó nữa. Vậy mình giải phẫu sỏi thận như thế nào? Ta sẽ học ở trong phần bệnh lý, được chưa nhỉ? Ngoài ra nha, nó sẽ kích thích thần kinh, gia tăng cái bệnh về chuột rút, đau nửa đầu, trầm cảm và co giật. Lên với những người mà tiền đình, với những người đau đầu, với những người mệt mỏi, với những người suy nhược, thì trong cái liệu pháp Thành đều có bổ sung vitamin B và khoáng, thì trong đó có magie. Nhớ nha, với những người đau lửa đầu, hay dùng paladol, hay dùng thuốc để giãn thành mạch, thì giải pháp đó nó chưa có dứt điểm được. Chúng ta kiểm tra qua máy lượng tử mà người ta bị đau đầu, thì chúng ta hãy để ý phần magie. Bắt buộc trong giải pháp đó phải có magie. Ok chưa cả nhà? Nhớ nha, trầm cảm, co giật, đau nửa đầu, thì trong cái liệu pháp Thành kê đó nha, bao giờ cũng có magie. Ok chưa? Ngoài ra, nhưng mà thừa magie nó cũng có gây ra một vài trường hợp như là tiêu chảy. Và magie quá cao thì nó lại ngăn hấp thụ canxi, được chưa? Nên là làm sao cái liều của nó phải hợp lý thôi cả nhà nha. Còn liều như thế nào chúng ta sẽ học xong module số 2 là cách can thiệp dinh dưỡng. Mình bổ sung dinh dưỡng vào thì cái hàm lượng này bao nhiêu để tránh ngăn hấp thụ cái kia. Ok chưa cả nhà? Và chúng ta chú ý này, ở những cái rau lá màu xanh đậm như kiểu là rau ngót, mùng tơi, bông cải xanh thì là rất giàu magie. Ngoài ra những cái nhớ này, nó tương tự như vitamin B đấy cả nhà nha.
Nếu chúng ta xay, chúng ta sát, chúng ta vò, chúng ta nấu chín nhiều quá thì 80% cái lượng magie ở trong thực phẩm của chúng ta nó sẽ bị tan mất. Nên chúng ta phải bổ sung ở gì ạ? Ở cái dạng mà tươi sống nha, hoặc là thiếu quá chúng ta phải bổ sung thêm cái dạng thực phẩm chức năng. Còn không chúng ta mà cứ xay sát tào lao và chúng ta nấu ăn nó không có khoa học các cả nhà, thì nó sẽ mất hết magie ở trong thực phẩm. Ok chưa cả nhà? Rồi, cả nhà thấy vai trò của magie rất quan trọng nhưng chưa? Ok. Và ai cần bổ sung magie nhấn chữ ok nha. Ai nghĩ mình cần bổ sung? Gì đây? Chị Thanh, chị hỏi là gì ta? Trên hộp ghi thành phần là canxi carbonat 21,7% là vô cơ. Thì đã là carbonat là vô cơ rồi đó chị. Gì đây? Nguyễn Hường nói gì đây? Canxi và K2. Rồi K2 thì nó như vừa ta học về vitamin K, nó cũng hỗ trợ hấp thụ mà. Nhưng mà đứng đầu về magie, nói chung là cái nào nó cũng hấp thụ. Nhưng mà mình đang nói về magie. Rồi, vậy vừa ta học về nguyên nhân thiếu canxi rồi, vậy là tại sao thiếu magie đây? Ở trong cái việc sử dụng những cái thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu, thuốc kích thích, nó cũng làm mất cái lượng magie trong thực phẩm đi. Ngoài ra magie nó rất là tồn tại ở trong đất chúng ta rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta xói mòn đất chúng ta, những cái cơn mưa axit nó cũng làm mất vậy một nguồn magie đi. Và thực phẩm bây giờ nó canh tác nó không có tự nhiên nữa rồi. Rồi ta chế biến thực phẩm, chúng ta vò, chúng ta nát, chúng ta nấu chín quá nó cũng mất magie. Ngoài ra flo chúng ta nhớ này, flo trong nước á và trong kem chải răng cũng làm chúng ta giảm hấp thụ magie. Và khi ta dùng những cái nước mà có chất tẩy nhiều nha, chúng ta tưới lên những cây rau cả nhà nhá, là nó cũng bị mất magie đi cả nhà nha, được không cả nhà? Rồi chúng ta stress nhiều quá nó cũng làm mất magie. Rồi chúng ta uống những cái thuốc mà kháng axit dạ dày, chống lại axit đấy, nó cũng làm thiếu magie. Rồi những cái bệnh tiêu chảy, được không ạ? Hội chứng IBS ăn vào đi ra ngoài nha, cũng làm ngăn hấp thụ magie và thiếu magie rất là nhiều. Rồi một số loại thực phẩm ngăn hấp thụ magie như kiểu là lại canxi nhiều cao quá, ta uống nhiều canxi quá mức. Một vài cái loại sữa, anh chị trong một ly sữa là 1000mg canxi. Ngày mai anh chị sẽ học, thứ hai anh chị sẽ học về liều lượng. Chắc chắn anh chị uống cái lượng canxi 1000mg một lần này và thành những cái thành phần magie nó cực kỳ thấp. Chắc chắn anh chị duy trì tầm 3 tháng là anh chị thiếu magie nếu anh chị không ăn uống và bổ sung. Đúng không ạ? Nếu anh chị bổ sung lượng canxi quá cao thì cũng ngăn ngược lại hấp thụ magie. Ngoài ra một vài các loại thuốc ma túy, được không? Một vài các loại hạ kali máu nha cả nhà nha, thì nó cũng làm giảm cái nồng độ magie chúng ta hấp thụ trong cơ thể của chúng ta. Nên chúng ta phải có những cái trong anh chị học trong quá trình can thiệp dinh dưỡng đó nha, có những cái câu hỏi sau đó anh chị học về cái bài công cụ kiểm tra sức khỏe với dân dinh dưỡng của chúng ta. Chúng ta cần những cái dụng cụ gì thì anh chị phải có những dụng cụ đó để anh chị kiểm tra người ta đang thừa, người ta đang thiếu, hoặc ở nhà người ta đang ăn cái loại gì mà ngăn hấp thụ cái sản phẩm của chúng ta, đúng không? Hoặc là ngăn cái hấp thụ mà mình bổ sung canxi mà người ta cũng quá nhiều magie, mình cũng magie mà người ta đang dùng cái sữa gì đó cam canxi 1-2000 một ngày thì làm sao mà magie hấp thụ được? Được chưa cả nhà? Thì đôi khi là mình phải gì? Mình phải hình dung được điều này. Rồi, một vài cái bệnh liên quan đến thiếu magie thì như sau. Đầu tiên là trầm cảm, đúng không? Phiền muội này, rồi mệt mỏi mãn tính, như kiểu là như anh chị như mà thiếu vitamin B hoặc là anh chị thiếu enzyme á. Có chút chị Huyền nói Thành là chị bị rối loạn giấc ngủ nha, thì đôi khi có thể liên quan đến magie. Rồi anh chị ghi cái này dùm tôi cái, ADHD, cái chỉ số 37 hoặc là 35 trong máy phân tích lượng tử sinh học, attention deficit disorder, thiếu chú ý và tăng động. Trong lúc chúng ta trong cái máy phân tích lượng tử sinh học nó còn phân tích sâu hơn được 4 chỉ số trong cái chỉ số ADHD, nó đều liên quan đến magie. Nhớ nha. Rồi, thiếu magie liên quan bệnh động kinh, Parkinson, khó ngủ, đau nửa đầu. Nhức đầu chùm cái là gì? Lúc nào cũng đau toàn đầu cả nhà, đau nửa đầu và đôi khi đau cả đầu này này. Đấm tịch 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 này. Rồi loãng xương. Được không ạ? Thừa canxi quá không hấp thụ được canxi. Rồi tiền kinh nguyệt có nghĩa là gì ta? Là mình chưa đến thời kỳ mãn kinh, mình là kỳ tiền mãn kinh thôi mà đã rối loạn tùng lum rồi. Hay đau tức ngực liên quan đến đề tim mạch cũng liên quan đến magie. Loạn nhịp tim, sơ vỡ động mạch vành, tăng huyết áp, tiểu đường type 2 và hen phế quản cũng liên quan đến magie. Bao nhiêu anh chị nghe đến đây thấy mình có liên quan đến magie rồi.
và bấy nhiêu lâu rồi mình không bổ sung magie, hoặc là mình bổ canxi quá nhiều mà mình bị tim mạch, mình bị đau đầu, mình không khỏi được vì mình đang uống cây sữa ngày nào cũng 1-2 cốc, ngày nào cũng 1-2 nghìn mg canxi, trong khi đó magie thì không có. Mà anh chị tìm cái giải pháp khác để anh chị chữa mà anh chị không khỏi, do anh chị đang uống thực phẩm chức năng đó mà anh chị không đọc được thành phần tỷ lệ dinh dưỡng giữa các chất, chứ không phải cao là hay đâu nha. Ok chưa? Cả nhà hiểu điều này, cả nhà nhấn chữ ok. Nên cái việc học nó cực kỳ quan trọng, chứ không phải nghe anh này nói ui ôi sữa tôi nhiều canxi lắm, ôi sản phẩm của tôi nhiều magie lắm, sản phẩm của tôi nhiều sắt lắm. Không phải, tôi cần cân bằng chứ tôi chả cần nhiều. Nhiều cái này mà không hấp thụ được cái kia thì thôi không chơi. Rồi ok. Rồi 9 loại thực phẩm giàu magie nhất. Ưu tiên sô cô la, chuối, bơ, các loại hạt, đậu, rau lá xanh, hướng dương, đấy chưa cả nhà. Rồi hạt đại nhân, hạt óc chó, rồi bồ đào gì đó, tất cả các loại thực phẩm. Tốt nhất là đừng có xay sát rồi vò lát nhiều quá cả nhà nha, nấu chín quá nó cũng giảm hấp thụ magie.